Dạ, nếu mà nói cái con quen thì bạn nam cao nè, nhìn sạch sẽ với lại nhìn ốm, không có mọc quá chị. Em không thích mọc. Chị đó bảo em là em chọn một anh, còn một anh không chọn để chỉ. Chị định nói vậy luôn á. Việc gia đình là việc của phụ nữ, còn đàn ông chỉ lo kiếm tiền ở ngoài và về nhà quy hết trách nhiệm cho người phụ nữ. Cái đó thì nó không có trong cái con người của anh. Anh lúc nào cũng thích chia sẻ. Bình thường ví dụ hai vợ chồng ở nhà thì nó sẽ nhẹ hơn cho vợ và cho chồng. Nhưng mà bây giờ công việc thì em bình thường thôi. Đó là trách nhiệm của vợ đi thì em, con mình trách nhiệm phải lo. Đó là gọi từ trách nhiệm và bổn phận của mình. Câu nói mà anh rất tâm đắc của câu lạc bộ của em thì giờ em tâm đắc đó là đồng cảm, đơn giản là chia sẻ. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Cát Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Ghép đôi thần tốc online mùa 2. Và chương trình của chúng tôi được độc quyền trên kênh myclip.vn. Và ngày hôm nay thì như thường lệ, Tường cũng sẽ kết nối với các bạn, sẽ gặp được 3 nhân vật ngày hôm nay, một cô gái và 2 chàng trai. Bây giờ không để quý vị chờ lâu nữa, mình xin được kết nối với bạn nữ đầu tiên nha. Hello em gái. Dạ em chào chị. Em tên gì cơ? Em tên Thanh Hằng. Ok Hằng, đợi chị từ xíu nha. Ok mình kết nối với 2 bạn trai luôn rồi, chúng ta cùng trò chuyện ha. Xin mời cho Tường kết nối với bạn nam đầu tiên. Rồi em trai ơi, em trai mới vào thấy chị Tường đó, em trai tên gì? Dạ em giới thiệu anh là Huy Quyền. Hả? Dạ Huy Quyền ạ. Đợi nha, còn anh còn lại, anh kia mới xanh kìa, anh xanh lè. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Em tên Sơn ạ. Sơn, rồi ok. Vậy là ngày hôm nay chúng ta có 3 nhân vật nha. Có em Hằng nè, rồi có bạn Sơn nè, rồi có bạn Quyền nè. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với em gái rất là dễ thương tên Hằng. Để lắng nghe nha, Hằng sẽ giới thiệu rõ những cái thông tin của mình cho hai anh cùng nghe luôn. Mời Hằng. Chào chị, chào hai anh, em tên là Nguyễn Thị Thanh Hằng. Em đến từ Bình Định. Hiện tại em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là điều dưỡng ạ. Cụ thể là như thế nào Hằng? Em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào lâu rồi. Hiện tại thì em đang chống dịch ở bệnh viện An Bình ạ. Wow, trời ơi, ngưỡng mộ quá. Rất là ngưỡng mộ những bác sĩ nè, những điều dưỡng nè, những tình nguyện viên nè, rồi rất là nhiều cái đội ngũ mà ở tuyến đầu coi như là chống Covid để phục vụ cho bà con mình ha. Trong đó có em Hằng dễ thương của chúng ta. Nhớ giữ gìn sức khỏe đều đặn nha Hằng nha. Bữa giờ ăn ngủ tốt hết không em Hằng? Dạ em vẫn bình thường, cảm ơn chị. Vậy là bao lâu rồi mình chưa về nhà cơ? Em ở bệnh viện được 2 tháng rồi ạ. Chưa có được về nhà. Lý do làm sao mình tham gia vô tuyến đầu vậy em không sợ hả? Dạ tại vì bệnh viện em là bệnh viện điều trị Covid luôn á, nên em là nhân viên nên làm ạ. Hằng ơi, như vậy là suốt 2 tháng luôn là em ăn ở làm việc luôn ở trong bệnh viện luôn á hả cưng? Dạ đúng rồi chị. Quý vị thấy không, rất là khổ, một cô gái rất là nhỏ nhắn dễ thương như vậy. Mọi người có biết là chương trình đã thuyết phục dữ lắm luôn á thì là Hằng mới chịu tham gia ngày hôm nay. Tại vì á chị Tường nghĩ á, mình làm việc nó đôi lúc căng thẳng, cũng có những cái giây phút nó thư giãn vậy không? Nếu như trong mùa dịch này mà Hằng kiếm được một người bạn trai, một người bạn để tâm sự, để hỏi thăm, động viên tinh thần, sức khỏe của Hằng cũng là rất tốt đúng không quý vị nha. Động viên lắm cô ấy mới tham gia chương trình đó quý vị. Mình phải khích lệ những người mà đang góp sức cho đẩy lùi dịch Covid quý vị ha. Rồi quay lại với Hằng nè. Hằng giới thiệu một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Điểm mạnh của em thì chắc vui vẻ, nhiệt tình với lại dễ hòa đồng á chị. Còn điểm yếu của em thì chắc em ngủ nhiều với lại em nấu ăn không có ngon. Ở trong này một mình thì có thời gian mình rảnh rỗi không? Ví dụ rảnh rỗi thì mình làm cái gì? Em hiện tại bây giờ thì em rảnh rỗi thì em ngủ thôi chị, tại vì làm việc nó mệt. Rồi nghe em nói ngủ cái hình như anh Sơn anh buồn ngủ hay sao, anh dụi mắt rồi kìa. Đó, anh sao? Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giọt hết trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Bây giờ anh Sơn giới thiệu đi nè. Dạ, em tên là Từ Đức Anh Sơn. Hôm nay em 27 tuổi. Và bây giờ đang sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc chính của em là làm xây dựng. Em có mở một công ty chuyên về thiết kế và thi công xây dựng. Ngoài ra công việc phụ của em là đầu tư về bất động sản, tài chính. Em cũng có một cái quán cà phê nho nhỏ của riêng mình. Điểm mạnh với điểm yếu của Sơn? Em biết quan tâm chăm sóc gia đình, không hút thuốc. Về trong công việc đó thì em rất là quyết đoán, chịu được áp lực cao, dám nghĩ dám làm. Em cũng biết làm việc nhà, nội trợ, nấu nướng. Còn cái điểm yếu của em á, là cái tính nó hơi thẳng nên nhiều lúc á, dễ mất lòng đó. Thích làm việc nhà hả? Mai mốt về phụ vợ làm việc nhà nha. Trời, mấy cái việc đó em ok lắm. Hôm nay chương trình giới thiệu cho em nghe sơ bộ về công việc của quê quán, tuổi tác sau cái công việc của Hằng, thì em có suy nghĩ như thế nào về cô gái này? Bạn rất là nghị lực, kiểu như là có tấm lòng nhân ái, kiểu như mình không có ngại khó khăn gì á, kiểu mình xông pha ra, mình giúp đỡ cộng đồng vậy. Em rất là ngưỡng mộ. Sao vậy Quyền? Cái gì mà rờ trước ngực vậy? Hồi hộp hay tức ngực hay là chờ lâu quá mệt? Rồi về em giới thiệu đi Quyền. Em xin giới thiệu em là Quyền, tên đầy đủ là Trần Quý Quyền. Em hôm nay 28 tuổi. Em nghề nghiệp của em là cũng như bọn nam bên kia, cũng là một kỹ sư xây dựng. Nhưng mà hiện tại thì em đang về em làm kinh tế gia đình tại nhà. Làm tại nhà là làm sao? Bây giờ em về em tiếp quản lại cái đất đai tài sản của ba má gia đình đó, em chăm về kinh tế gia đình đó. Mình làm kỹ sư bây giờ mình về mình tiếp quản gia đình rồi là không có con, là mình bỏ cái nghề kỹ sư hả em? Rồi bây giờ cụ thể là em làm gì, về nhà tiếp quản rồi em làm công việc gì, có kinh doanh gì thêm không? Dạ trong rừng trong cái keo lá tràm đó chị, cây này để mình sản xuất giấy. Chị hiểu rồi, trong cái tràm đó phải không em? Trong cái tràm đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình đang ở đâu, mình đang sống làm việc ở nhà mình ở đâu? Ngay chỗ gần khu công nghiệp Chu Lai đó chị. Biết chỗ đó không Hằng? Dạ không, em ở Bình Định, em chưa ra Quảng Nam lần nào. Điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì nè? Em thì nói chung là chỉ biết một số công việc nội trợ này nọ ạ. Còn nói chung là vì công việc xây dựng thì cũng hay nhậu nhạt, cũng thuốc một tí. Nhưng mà nó hư hệt như cũng cao cá mà cái thành cái ưu điểm này cũng được ạ. Đặc biệt là biết quan tâm tới bạn gái và có sự đồng cảm với lại mọi người á. Cái tâm ngôn của em hiện giờ á là đồng cảm, đơn giản là chia sẻ đó chị. Chung là đôi khi có thể mình không thể hơn gì ta được, nhưng mà mình có những cái gì mình có hỗ trợ được thì mình có thể cố gắng phát huy và hỗ trợ với lại những người khác. Nãy giờ mình nghe em Hằng giới thiệu vài thông tin như vậy thì em có cảm nhận gì về em Hằng ngày hôm nay? Nếu mà nói về sơ bộ thì em có thích một cái điểm đó là bạn xung pha vào những tuyến đầu chống dịch. Năm 2020 thì em vẫn có một đợt đơn đăng ký vào thành phố Đà Nẵng để đi vào cấp trạm, nhưng mà tại vì lúc đó là em không được nhận ạ. Em vẫn xung phong. Rồi, giờ quay lại với Hằng nè. Hằng ơi, bây giờ nãy giờ hai anh cũng có sơ bộ về em rồi. Bây giờ nãy giờ em nghe chị giới thiệu anh Quyền với anh Sơn, em có ấn tượng gì chưa? Dạ em không có tưởng tượng ra được gì hết chị ơi. Chưa tưởng tượng ra được gì hết hả? Từ từ rồi, vậy bây giờ cho tìm hiểu thêm xíu nữa đã nha. Bây giờ qua tới tình yêu, tình trường đi, rồi mẫu người lý tưởng đi, thì chúng ta có thể hiểu nhau hơn được một phần nào nữa. Thì bây giờ là Hằng sẽ giới thiệu chị nghe tình trường em như thế nào, em có bao nhiêu mối tình rồi, mời em. Em đã trải qua 3 mối tình rồi đó chị. Mối tình đầu tiên thì được 5 năm, xong rồi còn 2 mối tình kia thì mấy tháng, nên cũng không có gì sâu sắc về mối tình đầu á chị. Rồi mối tình đầu 5 năm sao, kể gì Tường nghe coi, có gì đặc biệt không, rồi sao chia tay? Lúc em quen 17 tuổi xong rồi em quen tới năm 21 tuổi á. Em còn là sinh viên mà anh đó thì lớn hơn em tới 8 tuổi lận. Anh đó bảo em là cưới đi mà em còn đi học á nên em chưa chịu cưới. Cái anh đó bảo là anh chờ không được nữa, xem bây giờ anh đó có vợ có con rồi. Rồi thôi chị hiểu rồi. Còn gần đây là không có mối tình nào hả? Bao lâu rồi chưa có bạn trai nè? Năm mấy 2 năm rồi chị, cũng lâu lắm rồi. Buồn ha, cô đơn ha. Với lại nhất là trong cái năm dịch này mà không có ai hỏi thăm mình, buồn ghê, tủi thân ghê ha. Rồi. Dạ. Giờ là Hằng muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Mẫu người bạn trai của em thì em bạn trai cao, dễ thương, hiền. Muốn cao nhiêu? Cao mét mấy? Dạ chắc trên mét 7 đó chị. Tại vì em thích con trai cao lắm. Thôi ơi em cao nhiêu? Con trai cao lắm. Bé Hằng cao nhiêu? Bé Hằng cao mét mấy? Dạ. Dạ em cao mét 58. Mét 58 rồi đúng, dạ. Đồng ý, mét 58 thích mét 7 là đúng rồi. Ok. Thích mập hay ốm, người sáu múi hay là người tròn trịa, kiểu như gu sao, tóc dài hay tóc ngắn? Đó. Dạ nếu mình đến cái công quê thì bạn nam cao nè, nhìn sạch sẽ với lại nhìn ốm, không có mập quá chị. Em không thích mập. Rồi ok, đồng ý. Có gì nữa không? Có cái điều gì không thích ở người đàn ông không? Không thích ở người bạn trai không? Bạn trai gia trưởng á chị, với lại hút thuốc. Trời ơi bà. Sao anh Quyền có hút thuốc không anh Quyền? Dạ có chị. Tôi nghi lắm, mấy ông kỹ sư hút thuốc với nhậu dữ lắm. Rồi sao Sơn có hút thuốc không Sơn? Dạ không chị ơi. Quyền có mà Sơn không ha. Trời ơi, nhưng mà nghe tới cái đoạn mà thích người không có mập, cái tự nhiên thấy hai anh nào cũng cười, anh nào cũng cười tươi đó. Em ơi, tròn tròn ôm nó sướng em ơi. Nó ấm nữa. Hy vọng ngày hôm nay em sẽ tìm được một người vừa ý. Bây giờ qua tới anh Quyền đi, ưu tiên anh Quyền nè. Giờ anh Quyền giới thiệu tình trường anh Quyền nghe coi, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em có một mối tình ạ, dài 7 năm. Ừ, dài quá mà sao chia tay uổng vậy em? Dạ, tại vì bạn nữ không muốn làm dâu, chứ bạn nữ tự bỏ em thôi, chia tay với em rồi. Chia tay năm 20, cuối năm 2019 rồi, đầu 20 là có chồng luôn. Quen với mình 7 năm thì không có gì ha, chia tay với mình cái có chồng luôn ha, em cũng mát tay ghê á. Lý do gì mà bạn gái em không chịu làm dâu? Nếu mà không chịu làm dâu thì mình ngay thời điểm mới quen vài năm là mình đã biết bạn gái mình không thích làm dâu rồi. Lý do tại sao tới 7 năm? Em vì chữ gia đình, vì ngoại em là em nói là kêu về, ví dụ hai đứa về cưới nhau thì ở với ngoại trong vòng cỡ vài năm, rồi khi ngoại đi rồi ở riêng bình thường. Vì đất thì giờ em vẫn có, nhưng mà em muốn ở với ngoại em, sống nhỏ như vậy. Ngoại em là 98 tuổi rồi thì ở được ngoại lúc nào ở, nhưng mà bọn không chịu. Em là bị chịu hiếu, vợ em có thể không được người này có được người khác, nhưng mà ngoại chỉ có một thôi ạ. Em không ở với ba mẹ hả? Em ở chung ạ, tại vì em con út trong nhà, em ở với ba má và ngoại với mình má em ạ, cho nên là bạn không đồng ý. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Mà bạn gái có thể chấp nhận về, ví dụ cưới nhau về ở với em một thời gian, ở với ngoại em một thời gian, rồi ra riêng này nọ thì hai đứa tính sau. Đó, em có nghe nói là bạn Hằng không mang được thì có em lo được ạ. Là cùng nhau trong tay đi suốt con đường, là cùng trao cho nhau. Kể cả đi chữa nấu ăn này nọ em lo hết được, mà cứ lo được. Cái chuyện làm dâu đâu có gì đâu khó khăn trời. Sống với ông bà cha mẹ xuống muốn chết luôn à. Chị lại thích là nhà mà có đông đúc, có nhiều thế hệ trong nhà chị lại rất thích. Thì có thể chắc tại vì chị người dân miền Trung, chị người Huế đó, nên chị thích như vậy à. Chứ hai vợ chồng cũng buồn thấy mồ, có nhiều khi rồi sanh con sanh cái ra không có ông bà cha mẹ coi phụ cũng cực thế bà. Rồi nhưng mà cái đó là suy tùy, cái đó là quan điểm riêng của mỗi người, mình cũng không thể nào mà mình bắt người ta theo ý mình được. Thì nói chung phải duyên thì gặp, không phải duyên thì cũng chịu thôi ha. Thôi chia buồn một mối tình 7 năm dài, hy vọng là sắp tới sẽ có được một người cùng chung cái tư tưởng với em, cùng chung cái suy nghĩ và đồng hành cùng em ha. Cảm ơn Quyền nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với anh Sơn nè. Rồi Sơn ơi, Sơn chia sẻ một xíu về tình trường của mình đi Sơn. Gọi là mối tình chính thức đó chị, thì chưa có mối tình nào hết á. Gọi là mối tình chính thức đó chị, thì chưa có mối tình nào hết á. Như là thời sinh viên với thời đi học thì em nói là quen thì cũng không có quen ai hết. Cái sau này đi làm á thì có tìm hiểu một vài người, nhưng mà chỉ 1-2 tháng là dừng lại à. Tại vì em cảm thấy nó không hợp nên em không muốn tốn thời gian cho cả hai. Tại vì tính của em á, là yêu là sẽ yêu hết mình và nhiều khi là sẽ đi tới con cuối luôn. Nên nhiều khi á, là không hợp ngay từ đầu thì em sẽ dừng lại, em không muốn tốn thời gian cho đôi bên. Cho nên nếu gọi là mối tình chính thức là chưa có mối tình nào chính thức hết. Dạ, chỉ tầm 1-2 tháng tìm hiểu thôi rồi ngừng rồi. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn gái của mình như thế nào? Chị nghe cái tiêu chí của em xem có phải em có khó tính gì hay không, hay là do cái duyên nó chưa tới. Về tính cách đó, thì em thích người con gái một nửa hiện đại, một nửa truyền thống đó chị. Ý là ví dụ như ở trong nhà thì biết kính trên nhường dưới, yêu thương gia đình, rồi lo toan mọi thứ. Còn ở, ví dụ như còn ở phía bên ngoài á, thì biết cư xử với kiểu như ra ngoài xã hội á, thì lanh lẹn vậy đó. Mình có phải là người gia trưởng không? Dạ không, tính dễ lắm. Có tiêu chí gì về ngoại hình, về bằng người bạn gái không? Ngoại hình thì như chiều cao của bạn nữ thì rất là hợp ạ. Còn về ngoại hình thì em muốn bạn nữ xinh, biết cách ăn mặc. Sơn cao mét mấy Sơn? 1m62 à. Rồi Quyền cao mét mấy Quyền? Dạ em hơn tí là em 1m7 ạ. Dễ thương, hai ông kỹ sư tôi thiệt tình quá. Thôi bây giờ vậy, nãy giờ cả ba bạn đều gặp nhau rồi, nói chuyện với nhau rồi. Bây giờ các bạn cũng chưa hình dung được gì nhau ha. Bây giờ mình có muốn thấy hé hé mé mé hình của nhau để mình có thể đoán cho nó vui không nè? Ai đồng ý nè? Tôi sẽ có quà tặng cho các bạn. Em hà tay luôn. Em hà tay luôn, tôi đâu thấy giờ đâu. Ờ đúng rồi. Vậy thì bây giờ xin mời các bạn hãy nhìn về màn hình nha. Chúng ta sẽ xem những cái đoạn video clip thật là dễ thương. Dễ thương quá à. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Trời ơi, có 7 cá vậy? Bơ chìm 7 nửa mà chị. Chim với đâu vậy không? Em coi hai clip hồi nãy em biết clip nào là anh nào, clip nào là anh nào không? Dạ em nghĩ là cái anh biết đất đó là anh Quyền. Còn cái anh nấu ăn thì chắc là anh Sơn. Đây, giờ sao em thích thể lực, thể thao, khỏe mạnh hay là em thích ăn ngon đó? Em thích cả hai được không chị? Đó, trời tham quá, thích cả hai được không chị? Cả hai chị cũng thích nữa. Những lúc mà mình buồn rồi mình nhớ nhà quá thì mình làm gì em? Các bạn ở chung với em như thế nào, làm gì? Dạ, chị ở chung của em tên chị Loan. Chị cũng ở quê em, chị cũng ép luôn nên hai chị em nói chuyện. Chứ không có ai nói chuyện hết. Cũng làm chung với em luôn. Dạ. Tốt quá. Rồi, hôm nay đây có ca dạ. trực của bạn không? Có bạn ở đây không? Hay là tới ca trực rồi? Hay là đang ngồi ở đây? Dạ có à. Có hả? Đâu dạ, đâu? Có. Đâu ngồi dạ, đây. Chị đó bảo em là em chọn một anh, còn một anh không chọn để chỉ. Chị định nói vậy luôn á. Đâu đâu kêu bạn em vô, kêu bạn em vô từ từ coi. Dễ thương. Dạ. Hai anh đừng lo nha. Hai anh đừng lo. Vô luôn cưng. Vô nghe nè, mình ghi hình, mình tháo khẩu trang chị Tường coi. Em cũng tính nói với chị đó. Vô 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 vô. Dạ không tháo khẩu trang này chị ơi, hai chị em phải cách ly. Trời ơi, hai chị em ở chung ngồi chung cách ly chung rồi còn đâu nữa. Em tên gì cưng? Dạ em tên Loan ạ. Năm nay Loan nhiêu dạ. tuổi? 29 tuổi ạ. Nãy giờ Loan có nghe được cái câu chuyện của hai anh chàng này chia sẻ chung với bé Hằng không? Dạ có ạ. Thật ra bữa nay chị mời em vô đó là cũng có lý do là em hôm nay em theo dõi vậy đó. Thường thường trong chương trình của mình á, là bạn nữ rất là được ưu tiên. Bạn nữ đó là sẽ có được hai cái sự lựa chọn đúng không? Thì hôm nay là có anh Sơn nè, rồi có anh Quyền nè. Đó thì mặc dù chưa thấy mặt nhau nhưng nếu mình lắng nghe nãy giờ thì mình cũng có một chút xíu những cái suy nghĩ về hai cái nhân vật này. Thì bây giờ nhiệm vụ của Loan đó có thể hỏi lại, hỏi thêm hai anh này em muốn hỏi gì em hỏi, em phỏng vấn mấy ảnh câu hay câu rồi em tư vấn cho Hằng chọn một trong hai người thôi, tại vì chương trình của mình chỉ được chọn có một người thôi à. Còn nếu mà em ý muốn em loại người để cho em thì cũng được, nhưng mà trước tiên em phải giúp Hằng trước đi, cho Hằng chọn được một anh trước đi nghe. Rồi mời cưng, mời Loan muốn hỏi gì cưng hỏi đi. Dạ cho hỏi hai là công việc của tụi em là trực đêm á, ví dụ như mai mốt mà lấy nhau về á, bé Hằng đi trực vậy anh có thể ở nhà chia sẻ cái chuyện đó được với bé Hằng không ạ? Nói chung anh là con người của gia đình nên thường những cái công việc của gia đình hoặc là chia sẻ gì á thì anh lúc nào anh cũng muốn hai người chia sẻ với nhau hết, chứ không phải là việc gia đình là việc của phụ nữ còn đàn ông chỉ lo kiếm tiền ở ngoài và về nhà quy hết trách nhiệm cho người phụ nữ. Cái đó thì nó không có trong cái con người của anh. Anh lúc nào cũng thích chia sẻ, ví dụ như nấu đồ ăn hay làm việc nhà hay bất kể một cái gì anh cũng thích hai người làm với nhau, như vậy nó sẽ có cái tình cảm nó khăng khít hơn. Nhưng mà tại vì tụi em thường là đi trực đêm rất là nhiều anh ví dụ như mai mốt con cái rồi ban đêm anh có thể chăm sóc con một mình được không anh? Nếu mà công việc của bạn nữ mà bắt buộc phải đi thì nói chung con của mình sinh ra là mình phải yêu thương vô điều kiện rồi, chăm sóc là chắc chắn là mình phải chăm sóc rồi chứ không thể nào bỏ được, nên em cứ yên tâm. Đó là trên lý thuyết thôi nha. Rồi mời anh Quyền. Tại vì ví dụ công việc của hai bạn hiện giờ là về bên y tế thì đó là cái mũi nhọn của đầu tàu chống dịch, thì nếu như bản thân em á thì em sẽ gọi là mình sẽ hỗ trợ cho vợ mình để tiếp tục cái công việc, đó là mình không gấp đi cái được cái gì cho vợ thì mình hỗ trợ tinh thần để cho vợ mình có thể cống hiến một cái gì đó cho tổ quốc. Đó là trách nhiệm của bản thân mình với cái đất nước này. Ví dụ như chăm sóc con bình thường, ví dụ hai vợ chồng ở nhà thì nó sẽ nhẹ hơn cho vợ và cho chồng, nhưng mà bây giờ công việc thì em bình thường thôi. Đó là trách nhiệm của vợ đi thì em con mình trách nhiệm phải lo. Đó là gọi từ trách nhiệm và bổn phận của mình. Mà kể cả như vợ em làm trong cái công việc gọi là cái đầu tàu của hiện giờ chống dịch thì em nếu mà như em bản thân của em thì em vẫn động viên cho vợ đi. Kể cả ví dụ hai vợ chồng mà chưa có con chăng nữa em có thể đăng ký được, em vẫn tình nguyện đi. Em vẫn đăng ký mấy lần nhưng mà em chưa đi được. Thì đó là cái trách nhiệm của mình đối với một đất nước. Dạ. Sao đồng hài lòng với câu trả lời của hai ảnh chưa? Còn gì thắc mắc nữa không? Không biết rồi chị. Bây giờ bàn luận với Hằng đi. Bây giờ em tư vấn cho Hằng chọn được một người đó, rồi Hằng đưa ra quyết định cho chị nha. Cho em nói một câu vậy nữa. Câu nói mà anh rất tâm đắc của câu bộ của em thì giờ em tâm đắc đó là đồng cảm, đơn giản là chia sẻ. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Làm cho hai em, làm cho Hằng cảm thấy khó khăn là đó. Câu slogan của anh Quyền đó, đồng cảm, đơn giản và chia sẻ. Anh Sơn có câu slogan gì không? Dạ không. Anh Sơn có muốn nói gì trước khi hai cô gái này đưa ra quyết định không? Dạ thì em cũng muốn nói là tới chương trình này là cũng là sự may mắn rồi. Có chọn cái sự quyết định của bạn nữ thì do bạn nữ quyết định, dù sao cũng là cái duyên thì được tới chương trình lần này rồi. Nên em cũng nói tùy vào quyết định của bạn nữ, lúc nào mình cũng vui hết. Rồi cảm ơn hai bạn trai. Rồi thôi Hằng đưa ra quyết định với Hằng. Sao? Em không thấy bạn nam dự em. Dạ em chọn anh. Công việc chính của em là làm xây dựng. Em có mở một công ty chuyên về thiết kế và thi công xây dựng. Nếu mà nói về sơ bộ thì em có thích một cái điểm đó là bạn xung pha vào những tuyến đầu chống dịch. Đồng cảm chia sẻ anh Quyền. Chọn anh đồng cảm. Anh đồng cảm, đơn giản và chia sẻ. Đó là anh Quyền. Ok, dễ thương quá. Mặc dù đây chọn cũng là do cái nghe được nhiêu rồi, cảm xúc bao nhiêu thôi. Được rồi, bây giờ dù sao thì các bạn cũng đã nói chuyện với nhau nãy giờ ha. Rồi cũng là lâu rồi. Bây giờ chị Tường sẽ cho tất cả các bạn cùng gặp nhau luôn để chúng ta chào nhau, nói chuyện với nhau vui vẻ. Bây giờ xin mời phòng máy cho kết nối tất cả chúng ta lại với nhau ạ. Chào anh Sơn, chào anh Mỹ. Anh chào hai anh. Biết anh nào anh Quyền, anh nào anh Sơn không? Anh Sơn là anh áo xanh, còn anh Quyền là không thấy áo nhà gì luôn. Không thấy áo rồi. Là con mặc áo em. Hôm nay bây giờ nhìn thấy mặt nhau rồi đó. Hằng có nhận xét gì về hai anh ngày hôm nay không? Dạ em thấy anh Quyền thì kiểu chiến trường. Chiến trường hả? Kiểu lăn lộn chiến trường. Thấy nãy chọn đúng không? Có chọn gì sai không? Mình chọn anh Quyền bỏ anh Sơn là đúng không? Có gì sai không? Có hối hận gì không? Dạ em hối hận khi em không được ai nấu ăn, anh Sơn nấu ăn quá không? Hối hận khi em không được ai nấu ăn, anh Sơn nấu ăn quá không? Ông Sơn nấu ăn nó ngon mà ông chọn anh Sơn. Rồi thôi giờ Hằng với anh Sơn nha, mình nói chuyện, mình chào nhau vài câu đi nè, để lần sau nhiều khi mình có cơ hội gặp nhau ở ngoài mình còn biết là mình đã nói chuyện với nhau trên chương trình này ha. Nhìn kỹ mặt nhau nha, để mốt đi gặp nhau cái là không biết đi qua luôn nè. Nói chung là được lên chương trình là vui rồi ạ. Thì cũng có đôi lời nhắn gửi bạn Hằng á, là bạn là một người rất là tuyệt vời vì dám đứng ra giúp sức đất nước trong lúc đất nước đang hoạn nạn. Cố lên. Cảm ơn anh. Hằng ơi. Dạ. Bạn Loan đâu rồi Hằng? Cho Loan gặp Sơn các con. Hằng, Sơn xin kết nối với Loan đi Sơn ơi. Cái này là đùa thôi nha chị. Hai nhân viên tuyến đầu của tôi. Chúc anh Sơn vài câu tạm biệt anh Sơn đi, hẹn gặp lại sau đi. Nhớ nha Loan nha, Hằng nha, lo xong chuyện tình yêu của mình nhớ làm mai Loan cho anh Sơn dùm chị Tường cái nha. Dạ được. Ok, thôi giờ chị Tường thay mặt cho chương trình nha. Cảm ơn Sơn rất là nhiều. Hôm nay Sơn đã rất là nhiệt tình tham gia chương trình, rất là vui. Nấu ăn ngon nha. Hai cô lưu ý anh Sơn nấu ăn ngon lắm đó. Đang trong mùa dịch nha Sơn ơi, cho nên chị Tường chúc cho em là luôn luôn được nhiều sức khỏe ha. Rồi chúc cho em thành công hơn nữa trong cái công việc của mình. Có dịp nào đó biết đâu có duyên thì mình sẽ được gặp lại nhau hết Sơn ha. Dạ em cảm ơn chị Tường ạ. Chúc chị Tường và ekip một ngày làm việc thật vui vẻ ạ. Anh Điệt Sơn. Chào em. Dạ em chào anh. Cái độ tuổi của anh thì lớn thì cũng không phải là quá lớn, mà để gọi là trẻ thì nó cũng không còn là trẻ nữa. Rồi bây giờ anh cũng muốn có một mối quan hệ gì đấy, có thể lúc đầu là bạn bè mà mình có cơ hội cho nhau được á, thì mình đến tới một con đoạn cuối cùng, đi đến với nhau một cuối con đường này. Anh bây giờ anh cũng không muốn cái chuyện mà giữa tình cảm nó long bông hoa này nọ. Thì em nghĩ sao về vấn đề ví dụ anh nói như thế, em nghĩ sao? Tại vì mình cũng ở xa quá, anh ở Quảng Nam đúng không? Dạ đúng rồi em. Còn em thì giờ em đang sinh sống làm việc ở Sài Gòn á, em cũng không chắc chắn nữa. Tại vì anh đâu thể nào mà vô Sài Gòn được, còn em thì đã đào ở đây cũng lâu rồi nên em cũng chưa xác định là phải ra Quảng Nam là như thế nào. Không biết ngoài đó nó ra sao, hồi giờ em chưa ra ngoài đó. Cái dù em chưa biết thì em đi thử một lần cho biết. Anh không dám nói là anh đã xin việc tốt, nhưng mà anh có thể xin được việc của em về cái bộ phận y tế, anh có thể xin được. Thì trước tiên thì mình cứ nói chuyện em ha, còn cái chuyện đó thì lâu rồi mình tính sao ha. Với lại cho anh hỏi một cái nữa, em có thích một người dân xây dựng không? Tại vì ha, đi đây đi đó, đi xa công trình này đó, đôi khi xa vợ xa con xa gia đình đó. Còn em thì suốt ngày ở bệnh viện đi uống chứ sao, đi hoài mới bỏ con cái gì cho ai. Nói chung từ nãy giờ anh nói hơi nhiều thì bây giờ tới em có thể nói một tí gì được không? Anh ở ngoài quê, giờ anh ở ngoài quê thôi hả? Lúc trước năm 2017 anh có làm trong Sài Gòn một năm, cái rồi anh về lại Đà Nẵng. Có một số vấn đề cái anh về quê anh sống từ đầu năm 20 tới giờ. À dạ. Hằng nghe chị không Hằng? Dạ anh chào chị. Chị mới vào chị cũng nghe được câu hỏi của anh Quyền. Thật ra đó là mọi chuyện dạ nó còn rất là xa, cái đó là tương lai xa. Khi mà mình lấy nhau về thì đương nhiên khi mà quen nhau, yêu thương nhau mà để muốn quyết định mà về ở chung một nhà thì mình phải sắp xếp với nhau nhiều thứ lắm. Công việc của chồng như thế nào, công việc vợ như thế nào, kinh tế ổn định ra làm sao, được thì mình mới tiến tới hôn nhân được. Cho nên là cái chuyện đó còn là xa. Còn ở đây là mình đang hỏi về là cái quan điểm thôi. Tất cả chúng ta đang hỏi với nhau là về cái quan điểm thôi. Chứ còn từ cái quan điểm, cái sở thích, cái mong muốn mà đến cái việc thực hiện được cái điều đó như thế nào là còn cả một cái vấn đề nữa. Đúng không Quyền? Nên mình đang muốn hỏi là cái suy nghĩ của mình về nhau á, thì là anh Quyền muốn hỏi Hằng vậy đó, là nếu mà mình lấy một người chồng mà người chồng cũng đi công tác như mình, làm cái công việc mà cũng phải là thỉnh thoảng phải đi bên ngoài như vậy thì em có đồng ý hay không? Cứ đi hoài như vậy thì em cũng kiểu như là em hoài mà nó cũng đi hoài nên em cũng hơi ngại. Thì công việc của em hầu là phải trực đêm như vậy rồi đó chị, thì mai mốt nữa mà chị hỏi là con cái thì vừa ngoại nội vừa chồng thôi à. Nhờ ngoại nội nhờ chồng, có nghĩa là giờ quan điểm của em là công việc em đã đi đêm rồi như vậy rồi, cho nên là em không có muốn là người chồng của mình cũng có cái công việc đi như vậy đúng không? Dạ. Rồi chị hiểu rồi. Sau khi đã trò chuyện nãy giờ nè, mình chọn anh Quyền mình trò chuyện nãy giờ thì hiện tại cảm xúc của em như thế nào? Cái suy nghĩ thật sự của em hiện tại giờ em đang suy nghĩ điều gì? Dạ suy nghĩ về khoảng cách, thứ hai về công việc của chị. Công việc là hồi nãy em đã biết rồi mà, lúc đầu là mấy anh này có giới thiệu hết trơn rồi mà. Em có quan điểm như thế nào, suy nghĩ như thế nào về việc làm dâu? Bản thân em thì em có ngại làm dâu không? Dạ, có ông bà con cháu dùm cho đi việc đêm đúng không? Ngại. Bây giờ cái quyền quyết định là tụi em nha. Thế bây giờ cho chị Tường hỏi là các bạn đã chuẩn bị sẵn cái biểu tượng mặt trăng với mặt trời cho chị Tường chưa? Đâu, cho Tường xem. Dạ có. Trời của Hằng đâu? Dạ của em đây. Bây giờ ha, sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu mà đồng ý hẹn hò thì các em sẽ đưa cái biểu tượng mặt trời, không đồng ý là đưa mặt trăng. Nếu như đồng ý á, thì là chương trình sẽ gửi thông tin của các bạn cho nhau để hai bạn sẽ tự liên hệ với nhau bên ngoài để tìm hiểu nhau. Còn nếu mà không đồng ý thì thôi, kết thúc chương trình là chúng ta chia tay. Ok. Mời hai em nhắm mắt lại. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1. Có nhiều lúc tưởng chừng là xa lạ, bỗng gặp rồi lại hóa thành thân quen. Em có nghĩ đôi mình là duyên nữa, cho phép em trào cao đến thăm hỏa, về chung đường lối ngõ sẽ chung đôi. 2. Với lại anh hỏi một cái nữa, em có thích một người dân xây dựng không? Tại vì ha, đi đây đi đó, đi xa công tình này đó, đôi khi xa vợ xa con, xa gia đình đó. Còn em thì suốt ngày ở bệnh viện đi uống chứ biết sao, đi hoài không biết bỏ con cái gì cho ai. 3. Xin mời Hằng đâu? Bạn Hằng đâu rồi? Hằng ơi, số đi Quyền cất số đi Quyền, chị đếm lại Quyền ơi. Hằng bị out rồi Quyền, nó lận đận quá Quyền ơi. Ý vậy luôn á chị, trước chưa luôn á chị. Rồi lại nè, rồi để xuống đếm lại nè, để xuống nè. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1. Cái suy nghĩ thật sự của em hiện tại giờ em đang suy nghĩ điều gì? Dạ suy nghĩ về khoảng cách. Thứ hai về công việc của chị. 2. Dạ đối với em là hai chữ tùy duyên ạ. Mình vô chương trình này được chương trình sắp xếp dẹp nha là cái duyên rồi, nên cứ làm bạn tìm hiểu cũng được. 3. Xin mời. Wow, đứa cùng một lúc luôn, dễ thương hai ông mặt trời vàng khè. Như vậy là vui rồi. À, chị biết á, là hôm nay là Hằng vẫn còn lo lắng nhiều thứ lắm nha. Nhưng mà cô ấy là một cái cô gái rất là trẻ, rất là năng động và đã cho mình cái cơ hội. Chị hy vọng rằng là Quyền không có làm cho Hằng thất vọng nha. Hôm nay cổ đã đưa ra cái quyết định là đồng ý hẹn hò với mình như vậy. Thì trước tiên dịch bệnh mình không có gặp nhau được, nhưng chị hy vọng là Quyền sẽ dành nhiều thời gian thăm hỏi cổ, ủng hộ tinh thần của cổ khi mà cổ đang làm những cái nhiệm vụ ở tuyến đầu nha Quyền. Đừng làm chị Tường thất vọng nhiều vì chương trình ngày hôm nay đã kết nối cho mình nha một cô gái rất dễ thương. Đầu tiên em cảm ơn chị Tường cũng như toàn bộ ekip ạ. Cảm ơn em đã đồng ý. Cảm ơn anh. Cảm ơn một lần nữa hai em đã dành nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay nha. Chúc sức khỏe. Một xíu nữa thì biên tập sẽ gửi thông tin của hai em cho nhau để hai em tự liên lạc với nhau nha. Nhớ quan tâm tìm hiểu nhau nha. Cảm ơn chị. Rồi tạm biệt hai em. Chúc mừng. Dạ. Ok, và trước khi kết thúc chương trình thì Tường cũng xin kính chúc quý vị khán giả theo dõi chương trình Ghép Đôi Thần Tốc Online luôn luôn được nhiều sức khỏe. Nhớ thực hiện theo chỉ thị 5K của chính phủ để giữ sức khỏe, an toàn cho bản thân, gia đình cũng như là cộng đồng quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị ở số sau. Cát Tường xin cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành cùng với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc Online. Nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 20 giờ thứ Năm hàng tuần trên kênh YouTube Ghép Đôi Thần Tốc quý vị nhé. Nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 21 giờ thứ Sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.